Thời gian tạm ngưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch, theo thông tin từ truyền hình An Giang. Ngày đầu tiên, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh triển khai làm lại căn cước công dân gắn chip điện tử. Ngay từ sáng sớm, đã có khá đông người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, phấn khởi đến điểm làm căn cước công dân trước giờ mở cửa. Đối tượng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong đợt này là những công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân, hoặc công dân đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân nhưng có nhu cầu đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Khi đến làm căn cước công dân, người dân cần mang theo sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân để cán bộ đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết. Đặc biệt, cần mang theo phiếu thông tin số định danh cá nhân do công an cấp xã, nơi thường trú cấp. Trong trường hợp chưa được thông báo hoặc thất lạc, phải liên hệ công an cấp xã để được cấp, cấp lại phiếu thông báo số định danh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp ứng biến phù hợp để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa đáp ứng chỉ tiêu cấp căn cước công dân đã đề ra. Công dân đến làm căn cước công dân phải đảm bảo các điều kiện sau. Thứ nhất là công dân phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa COVID-19. Thứ hai là đối với công dân đã tiêm mũi 1 thì phải đảm bảo thời gian 14 ngày sau khi tiêm mũi 1. Thứ ba là đối với người dân mà chưa tiêm ngừa vaccine hoặc tiêm mũi 1 chưa đủ 14 ngày thì phải có kết quả test nhanh âm tính. Đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo nguyên tắc 5K là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi công dân đến làm thủ tục. Giờ thực hiện làm căn cước, những chiến sĩ công an cũng liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch ở đây được rất là đảm bảo và thái độ anh chị phục vụ với em rất là nhiệt tình và nhanh gọn. Đây là đợt thứ hai trong cao điểm cấp căn cước công dân và sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đề nghị những công dân đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân phải chủ động liên hệ công an cấp huyện nơi mình đăng ký thường trú để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Riêng công dân đăng ký thường trú địa bàn thành phố Long Xuyên có thể liên hệ công an thành phố Long Xuyên hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh để được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân theo quy định.